Tin quân sự ngày 8 tháng 11 Quân đội Nga mất gần nghìn binh sĩ trong một ngày Quân đội Israel lần đầu tiên trong lịch sử đánh chặn tên lửa từ ngoài khí quyển Quân đội Mỹ cần 3 tỷ đô la để sản xuất và sản xuất đạn pháo 155mm Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 8 tháng 11 của DKN Và sau đây là nội dung chi tiết đội Ukraine tuyên bố vào ngày 5 tháng 11 rằng gần 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một ngày khi quân đội Nga tăng cường tấn công vào Avdivka. Trong suốt cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tục thống kê số thương vong do quân đội Ukraine gây ra cho quân Nga và cập nhật những con số này hàng ngày, bao gồm cả thương vong và thiết bị quân sự bị phá hủy. Hôm Chủ nhật, bản cập nhật mới nhất về số liệu thống kê này được Bộ Tổng tham mưu Ukraine chia sẻ trên trang Facebook chính thức cho thấy 990 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong ngày 4 tháng 11, nâng tổng số thương vong của Nga được Ukraine báo cáo lên hơn 305.090. Nga cũng mất 8 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 12 hệ thống pháo binh và 6 hệ thống tên lửa phóng loạt trong ngày hôm đó. Theo báo cáo, cả Moscow và Kyiv đều không cung cấp dữ liệu tổn thất quân sự thực tế của họ một cách kịp thời, và cả hai bên đều đang cố gắng phóng đại con số thương vong của bên kia. Vì vậy, người ta cần so sánh những số liệu thống kê chưa được xác minh này với dữ liệu từ các cơ quan khác. Đánh giá mới nhất của chính phủ Mỹ cho rằng, tính đến ngày 18 tháng 8, có khoảng 120.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Cùng thời gian đó, ký íp ước tính thương vong của Nga là hơn 250.000 người. Vào cuối tháng 10, chính phủ Anh ước tính quân đội Nga đã mất từ 150.000 đến 190.000 quân. Có những báo cáo gần đây cho biết... Quân đội nga bắt đầu cố gắng kiểm soát Abdiivka, một thị trấn ở phía đông Donetsk, Ukraine vào đầu tháng 10. Cuộc giao tranh đã khiến số thương vong của người nga tăng mạnh. Vào đầu tháng 7, báo cáo hàng ngày của chính phủ Ukraine về thương vong của quân đội nga dao động ở mức 300 đến 600 mỗi ngày. kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công Abdiivka của nga, những con số hàng ngày đã tăng lên từ 600 đến 1.000 mỗi ngày. Ngày 31 tháng 10, Bộ quốc phòng Ukraine báo cáo tổng số thương vong của Nga đã lên tới con số mới là 300.000. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, khi mùa đông đến gần, tình hình quân đội Nga khai triển ở Ukraine không tốt, việc binh sĩ phải chiến đấu kéo dài với thời tiết xấu vẫn là mối lo ngại chính của quân đội Nga. Những người lính Nga vừa trở về nước cho biết, họ ướt sũng từ đầu đến chân. Khi mô tả tình hình khó khăn của mình trên tiền tuyến suốt nhiều tuần qua, tại hội nghị quân sự ở Moscow hôm 1 tháng 11. Một người lính mô tả, họ khiến quân Ukraine có nguy cơ bốc cháy bởi hòa lực, nhưng bản thân họ thậm chí còn không nhận được một tách trà nóng. Họ thường sống trong bùn và ăn thức ăn đơn điệu. Duy trì mức độ thoải mái cá nhân và quản lý hợp lý ở vị trí phòng thủ là một thách thức đối với bất kỳ lực lượng quân sự nào. Tuy nhiên, bằng chứng công khai cho thấy rằng việc thực hiện quản lý chiến trường cơ bản của quân đội Nga nhìn chung còn thấp. Có thể một phần là do các chỉ huy cấp dưới thiếu động lực và sự hỗ trợ hậu cần tiếp tục suy giảm. Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận trong một tuyên bố chính thức rằng vào tối mùng 4 tháng 11, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhà máy đóng tàu Zaliv ở cảng Kerch của Crimea. Quân đội Ukraine không tiết lộ thêm chi tiết về hoạt động này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chặn 13 trong số 15 tên lửa nhắm vào xưởng đóng tàu Zaliv và thừa nhận hai trong số các tên lửa này đã bắn trúng một con tàu chưa xác định. Các quan chức Ukraine cho biết một tên lửa hành trình của Ukraine đã bắn trúng tàu khu trục Asko, là tàu hộ tống lớp Karakurt của Hạm đội Biển Đen của Nga. Tàu khu trục Asko được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và được coi là một trong những tàu mới nhất, hiện đại nhất của Hạm đội Biển Đen của Nga. Theo báo cáo, nhà máy đóng tàu Zaliv có kế hoạch đóng 14 tàu chiến từ năm 2016 đến năm 2021, trong đó có 8 tàu khu trục lớp Karakurt. Tuy nhiên, tính đến năm nay chỉ có 3 tàu khu trục lớp Karakurt được hạ thủy. Sau khi Ukraine tấn công thành công cơ sở sửa chữa tàu thuộc sở hữu nhà nước Nga ở Sevastopol vào ngày 13 tháng 9 năm nay, nhà máy đóng tàu Zaliv nhiều khả năng sẽ trở thành căn cứ bảo dưỡng chính của hạm đội Biển Đen BSB. Kể từ tháng 6 năm nay, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea, đặc biệt là tài sản của hạm đội Biển Đen, nhằm làm suy yếu khả năng của quân đội Nga trong việc sử dụng Crimea làm địa điểm dàn dựng các hậu phương cho hoạt động của Nga ở miền nam Ukraine. Hiện nay, quân đội Ukraine đang tăng cường tấn công vào hậu phương của quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Quân Ukraine tiếp tục tấn công gần Bakhmut và Melitopol. Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh cuộc chiến chưa đi đến bế tắc, dù tình hình chiến trường vẫn còn rất khó khăn, nhưng ông không tin rằng cuộc chiến đang bế tắc. Ông cho biết Ukraine tiếp tục phá hủy tài sản của hạm đội Biển Đen của Nga và nhắc lại nhu cầu cấp thiết của Ukraine về các hệ thống phòng không từ các đối tác phương Tây. Ông Zelensky thừa nhận rằng cuộc chiến của Israel ở Gaza đang chuyển hướng tập trung vào cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Vào ngày 4 tháng 11, ông nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng Nga hy vọng sẽ giảm bớt sự tập trung vào Ukraine, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Ngày 5 tháng 11, ông Zelensky tuyên bố trên kênh NBC News rằng trọng tâm toàn cầu đã chuyển sang Israel, cùng với việc cuộc phản công của Ukraine đạt được ít kết quả hơn nhiều người mong đợi, nên chưa đến lúc đàm phán hòa bình với Nga. Ông nói, tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với những kẻ khủng bố vì nói chuyện với chúng là vô nghĩa. Đồng thời cho biết thêm rằng Điện Kremlin hiểu những yêu cầu mà ông đưa ra trong kế hoạch hòa bình 10 điểm vào năm ngoái, rằng trước tiên Nga phải rút hoàn toàn khỏi Ukraine. Sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nào cho đến khi điều này được thừa nhận. Lo ngại Mỹ có thể chấm dứt viện trợ cho Ukraine, ông Zelensky cũng lợi dụng cuộc phỏng vấn để mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm ký ít để xem hậu quả của cuộc chiến do ông Putin khởi xướng. Ông Trump đang tìm cách tái tranh cử vào năm 2024 và là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu cho sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ông từng nói rằng nếu tái đắc cử, Ông có thể kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ. Về vấn đề này, ông Zelensky nói, nếu ông ấy có thể đến đây, tôi chỉ cần 24 phút để giải thích với tổng thống Trump rằng ông ấy không thể quản lý được cuộc chiến này. Và vì Putin nên ông ấy không thể mang lại hòa bình. Viện nghiên cứu chiến tranh đánh giá rằng, chừng nào Putin vẫn kiên trì với các mục tiêu quan trọng nhất của mình và tin rằng ông có thể đạt được chúng trên chiến trường thì việc gây áp lực buộc Ukraine phải đàm phán với Nga trong tình huống này sẽ có hại và phản tác dụng. Ngày 3 tháng 11, Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ an ninh mới trị giá 425 triệu đô la cho Ukraine. Đây là đợt hỗ trợ thứ 50 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã chỉ ra sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Ông nhấn mạnh việc duy trì tiếp tục hỗ trợ Ukraine là điều kiện cần thiết để Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước sự xâm lược của Nga. Trà đạm thủy Từ xưa đến nay, trà luôn là một thức uống vô cùng quen thuộc. Từ những ly trà đá bên vỉa hè cho đến những chén trà nóng trong mỗi gia đình. Tất cả đều hòa quyện một nét văn hóa cổ xưa. Cổ nhân rằng, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Bạn bè thâm giao gặp nhau có thể thân tình mời một chén trà thanh đạm. Cái tên trà đạm thủy khởi nguồn từ đó. Trà đạm thủy được chế biến từ những nguồn nguyên liệu vô cùng sạch, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, không phân bón. Trà được hái bằng tay từ những cây trà cổ thụ nằm trong những khu rừng trên núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, quanh năm mây mù bao phủ. Trà có nước vàng óng, vị đậm, hương thơm và ngọt hậu. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà đạm thủy đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Khi cập gian hàng của chúng tôi bằng cách gõ dkn.tv gạch trà hoặc quét mã QR trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Israel đã bắt đầu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mũi tên của lực lượng không quân của mình từ hơn 30 năm trước, 25 năm sau khi khai triển hệ thống này. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 11, hệ thống mũi tên 2 đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm xa do Iran sản xuất do lực lượng vũ trang Houthi của Yemen phóng về phía Israel bên ngoài bầu khí quyển. Lực lượng phòng vệ Israel IDF và Bộ Quốc phòng không tiết lộ thông tin chi tiết về vụ đánh chặn. Không quân Israel có nhiều bệ phóng mũi tên hai có thể bắn trúng tên lửa ở độ cao lớn. Theo báo cáo, hệ thống này thậm chí có thể nhắm mục tiêu vào các tên lửa được chia thành nhiều đầu đạn. Phương tiện truyền thông lớn của Israel, Haaretz đưa tin rằng tên lửa phóng từ Yemen Hôm thứ hai rõ ràng đã bị đánh chặn bởi loạt tên lửa Block 4 của mũi tên hai. Nó được cho là đã được tiến hành bên ngoài bầu khí quyển trái đất và được coi là lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Tờ Daily Telegraph của Anh hôm thứ hai đưa tin lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã phóng tên lửa đạn đạo từ Yemen, bay gần 1.609 km qua bán đảo Ả Rập và nhắm mục tiêu vào thành phố cảng Elat của Israel không rõ chính xác tên lửa được phóng từ đâu ở Yemen. Nhưng gần như chắc chắn đây là vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa nhất từng được thực hiện từ bệ phóng trên mặt đất. Và mũi tên hai cũng có tầm bắn xa nhất cho đến nay. IDF cho biết trong một tuyên bố rằng các hệ thống của lực lượng không quân đã theo dõi quỹ đạo của tên lửa và đánh chặn nó vào thời điểm và địa điểm hoạt động thích hợp nhất. Năm 2017, mũi tên 2 đã đánh chặn tên lửa đất đối không S-200 của Syria. Tên lửa nhắm vào một máy bay chiến đấu của không quân Israel nhưng đã bị mũi tên hai đánh chặn khi radar cho thấy quỹ đạo của nó có thể tới các khu vực đông dân cư ở Israel. Tuy nhiên, sự việc hôm thứ hai là lần đầu tiên mũi tên hai được sử dụng với mục đích ban đầu là đánh chặn tên lửa bắn vào Israel từ một quốc gia xa xôi. Theo báo cáo, tên lửa phóng từ Yemen là tên lửa Qadr, phiên bản nâng cấp của tên lửa shahab 3 của Iran. So với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác, Hệ thống phòng thủ mũi tên độc đáo ở chỗ nó là hệ thống đầu tiên được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Hệ thống Patriot của Hoa Kỳ cũng đang phục vụ cho Israel và dòng tên lửa SM của Hải quân Hoa Kỳ và hệ thống Aegis được thiết kế để sử dụng làm hệ thống phòng không. Trong những năm gần đây, Israel và Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động chung với hệ thống phòng thủ tên lửa vì hai mục đích. Một là tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa của Israel và hai là đặt nền móng cho việc thiết lập một chiếc ô phòng thủ khu vực trong tương lai, bao gồm cho các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực. Lực lượng hào đã phóng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đàn đạo vào Israel ít nhất 4 lần trong tuần qua. Vào ngày 19 tháng 10, tên lửa hành trình và máy bay không người lái phóng về phía Israel đã bị tàu khu trục USS Kani của Hải quân Mỹ đánh chặn. USS Kani là một phần của nhóm tấn công hàng không mẫu hạm USS Ford được điều đến phía đông địa Trung Hải 3 tuần trước và đi tới Biển Đỏ một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi. Quân đội Hoa Kỳ cần quốc hội phê duyệt 3,1 tỷ đô la để mua đạn pháo 155 ly và mở rộng sản xuất để nhanh chóng thay thế kho dự trữ đã cạn kiệt do các chuyến hàng đến Ukraine và bây giờ là Israel. Thông tin này được cung cấp bởi một quan chức quân đội vào hôm thứ Ba và được Reuters xác nhận. Mỹ và các đồng minh đã gửi hơn 2 triệu viên đạn 155 tới Ukraine để hỗ trợ nỗ lực đẩy lùi của xâm lược của Nga trong hơn 600 ngày trước. Và Mỹ cũng đã gửi pháo tới Israel khi nước này chiến đấu với Hamas kể từ đầu tháng 10. Dashboard, người mua vũ khí chính của quân đội, nói với các phóng viên rằng nguồn tài trợ bổ sung hiện đang được Quốc hội xem xét ngoài yêu cầu 160 tỷ đô la của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dùng để hiện đại hóa hoặc xây dựng các cơ sở sản xuất pháo 155 ly trên nhiều tiểu bang bao gồm cả Texas, Tennessee, Virginia và California. Ông Bush nói với các phóng viên, khoản tài trợ sẽ mở rộng dây chuyển sản xuất, củng cố nền kinh tế Mỹ và tạo ra việc làm mới. Ông này cũng cho biết, trong số 3,1 tỷ đô la dành riêng cho 155 khẩu pháo, khoảng một nửa sẽ được dùng để tăng cường năng lực công nghiệp và phần còn lại sẽ dùng để mua đạn. Ông Bush cho biết, các phần khác trong yêu cầu bổ sung trị giá 160 tỷ đô la của Tổng thống Biden, ngoài khoản 3,1 tỷ đô la dành cho pháo 155 ly, sẽ được dùng để tài trợ cho việc mở rộng các loại đạn dược khác, bao gồm cả quỹ để tăng tỷ lệ sản xuất hàng năm của máy bay đánh chặn phòng không Patriot trên con số 650 so với mức hiện nay là 550. Nhu cầu về đạn pháo 155 ly đã tăng vọt sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tháng 2 năm 2022. Nguồn cung cấp cho lực lượng phòng thủ của quân đội đồng minh đã cạn kiệt khi họ dồn đạn tới Kyiv, nơi bắn hàng nghìn viên đạn mỗi ngày. Kế hoạch của Mỹ là sẽ tăng tỷ lệ sản xuất đạn pháo 155 ly hàng tháng lên 100.000 quả vào năm 2025. Trong báo cáo thu nhập gần đây nhất, General Dynamics cho biết họ được hưởng lợi từ việc ngũ giác đài chi tiêu để thay thế thiết bị được gửi tới Ukraine bao gồm cả pháo 155 ly. Thưa quý vị, bản tin quân sự của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo